ăn gì trước. Hai anh em nói chuyện với nhau. Anh hỏi em, nếu bây giờ có một cái ô tô bằng sô-cô-la, thì em sẽ ăn bộ phận nào trước? Người em đáp, em sẽ ăn ngay mấy cái bánh xe trước. Tại sao vậy? Thì em phải ăn mấy cái bánh xe trước để nó không chạy được nữa. Nếu mình ăn các bộ phận khác, xe chạy mất thì sao? Gara nhỏ. Nhà kia có hai vợ chồng trẻ và một đứa con trai chừng 3-4 tuổi. Một đêm nọ, chờ cho thằng con ngủ thật say, hai vợ chồng tranh thủ hoạt động du kích. Cậu con đang ngủ thì bỗng giật mình nghe thấy tiếng lục cục lịch kịch, nhưng vì xung quanh tối đen như mực nên nó liền hỏi, ai đấy? Bố nó liền trả lời, bố đây. Rồi nó lại hỏi, bố đang làm gì vậy? Bố nó lại nói, à, bố đang cho ô tô vào gara con ạ. Cậu con vẫn còn đang mơ màng ngái ngủ nên hỏi lại bố, thế bố cho con gửi nhờ cái xe đạp của con có được không? Ông bố liền nói, không được đâu con ơi, gara nhỏ lắm, ô tô của bố vào mà còn phải để hai bánh ở ngoài nữa đây này. Chàng trai nọ về ra mắt nhà bạn gái, ngồi được một lúc thì mẹ bạn gái hỏi, thế cháu làm gì, ở đâu? Dạ, cháu là bác sĩ, đang ở Hà Nội ạ. Thế cháu làm ở khoa gì? Chàng trai đang ngượng ngùng thì cô bạn gái nói vào, dạ, anh ấy làm bác sĩ phụ khoa mẹ ạ. Bà mẹ nghe vậy thì reo lên, ồ, thế thì tốt quá, sẵn đây, con mau mau gọi cái Hương, cái Hồng, cái Huệ chiều nay về đây để bạn con khám cho. Chàng trai ngượng tím mặt nhưng vẫn tìm cách từ chối. Dạ, cháu không mang dụng cụ đồ nghề về đây đâu ạ. Bà mẹ vẫn cố, khó gì chứ, lên chợ mà mua cái đèn pin là xong. Trước kia tôi đi khám bác sĩ cũng chỉ dùng mỗi cái đó thôi. Mánh khóe. Có hai thầy lang ngồi nói chuyện với nhau. Thầy nọ hỏi thầy kia rằng, bác đi thăm bệnh, sao bất cứ bệnh nào bác cũng hỏi bệnh nhân thường ăn những gì, như vậy có nghĩa là làm sao? Thầy kia cười đáp, có gì đâu, chẳng qua hỏi xem họ ăn uống có gì sang trọng không, để sau định tiền thuốc nhiều hay ít cho nó dễ thôi. Mắm tôm. Khi yêu nhau thì không biết lão có cái biệt danh ấy, cũng bởi lúc nào lão cũng nhẹ nhàng với thị. Khi về làm dâu, thỉnh thoảng có nghe mọi người trong nhà kêu gọi tên lão kèm theo biệt danh mắm tôm, tức là Hùng mắm tôm. Thị thắc mắc sao lại gọi thế, thì mọi người hỏi thị, thế có biết câu gắt như mắm tôm không? À, thì ra vậy. Có thể vì còn đang hương lửa mặn nồng nên thị chưa được nếm mùi. Nhưng khi thị sinh con, mẹ chồng thị nhất quyết không cho lão đi đón con từ nhà hộ sinh về. Mẹ bảo, đi đón rồi để cho thằng con lại gắt như mắm tôm, giống thằng bố à. Giờ thằng con đã hơn 40 tuổi rồi, may quá, gắt như mắm tôm không phải là gen di truyền. Hôm nào thị đi làm, lão cũng nấu cơm đợi sẵn. Hôm nay cũng thế, bàn ăn có thịt, có sườn nấu xấu, đậu phụ rán, măng luộc, rau kinh giới. Cầm bát nước mắm pha với chanh, tỏi, ớt đặt trên bàn, lão bảo, thì tại bà không thích ăn mắm tôm nên tôi không làm, chứ đúng ra phải có bát mắm tôm mới đủ bộ. Ôi thôi, hơn 40 năm tôi ăn bao nhiêu mắm tôm của ông rồi, thì tưng hửng đáp. Lão nhìn thị mà chả nói gì, thị nhìn lão mà hiểu, bà làm cho cảm xúc của tôi tụt hết rồi. Không phải rửa bát nữa. Bữa cơm đầu của đôi vợ chồng mới cưới diễn ra êm đẹp và ngọt ngào. Ăn xong, chợt nhớ chưa có nước rửa bát, vợ mới bảo chồng rằng, anh yêu, em đi mua nước rửa bát, anh ở nhà thu dọn bát nhé. Quay về đến nhà,
Cô vợ thấy bàn ăn đã gọn gàng, anh chồng lật đật chạy ra đón vợ, đỡ chai nước rửa bát, rồi nói với vợ: "Em yêu, hôm nay không phải rửa bát nữa đâu." Thấy chồng nói vậy, cô vợ sung sướng ôm hôn chồng: "Ôi, thật tuyệt vời, anh giúp em sao? Nhưng anh lấy đâu ra nước rửa bát?" Thấy vợ rất hạnh phúc, anh chồng gãi đầu ngượng nghịu nói: "Ồ không, anh nhỡ tay đánh rơi cả chồng bát rồi." Lời của đàn ông. Anh thủ thỉ vào tai cô: "Từ ngày lấy em, anh đã cai được rượu, bỏ được thuốc, bỏ được cờ bạc, không đi hát karaoke, cũng chẳng thèm lên ba đàn đúm với bạn bè." Cô mỉm cười hạnh phúc nghĩ, tình yêu của mình đúng là có sức cảm hóa kỳ diệu. Nó kéo anh thoát ra khỏi những thói hư tật xấu và hướng anh về cái lương, cái thiện. Còn anh thì nghĩ, lương của anh em thu sạch, trong túi không có đồng nào thì đánh bạc, uống rượu, hút thuốc làm sao? Karaoke cũng không ai người ta cho hát chịu. Rồi đi bar với bạn bè cũng vậy, một vài buổi thì chúng nó còn bao, chứ cả tháng mà chúng vẫn bao thì họa chăng là chúng nó bị đau. Họng cô bị đau, còn tay cô thì bị khô da, nứt nẻ, đi khám uống thuốc rất lâu mà không khỏi. Anh nắm nắm tay cô ngậm ngùi, là lỗi của anh, vì anh mà em phải chịu khổ như vậy. Cô nghĩ, ừ, anh hiểu được sự hy sinh của em dành cho anh vậy là em thấy ấm lòng rồi. Còn anh thì nghĩ, suốt ngày quát tháo, gào thét chồng thì sao chả đau họng. Bát đĩa chồng rửa, quần áo chồng giặt, vo gạo rửa rau, cơm nước chồng làm hết. Tay vợ có mấy khi được trúng nước đâu mà chả bị khô da. Anh và cô đi công viên chơi, cô bảo, ước gì chúng mình trở lại thuở 18 đôi mươi giống đôi trai gái kia, để lại được yêu thương, si mê cuồng dại qua những ngày đầu ta hẹn hò. Còn anh thì chỉ vào ông lão và bà lão đang ngồi kế đá bóp vai cho nhau rồi bảo, anh lại ước chúng ta giống họ. Cô gục đầu vào vai anh, tủm tỉm cười hạnh phúc và nghĩ, cũng phải, được gắn bó với nhau đến đầu bạc răng long, ai mà chả muốn. Còn anh thì nghĩ, già rồi, tai anh sẽ điếc, đỡ phải nghe em giày la, mắng nhiếc. Già rồi, giọng em cũng sẽ yếu, không quát tháo được nhiều. Già rồi, chân cũng mỏi, gối cũng chùn, em đỡ đi lượn lờ shopping mua sắm lung tung. Cô hỏi, sau khi yêu em, anh thấy cuộc đời có gì đổi khác không? Anh bảo, khác nhiều chứ, cuộc đời như là mơ vậy. Cô lại cười, gục đầu vào vai anh mãn nguyện. Còn anh thì nghĩ, không những là mơ, mà còn là mơ xanh chùa hương, nên chua và chát quá. Cô hỏi, nếu so sánh em với một loài hoa, anh sẽ nghĩ đến hoa gì? Anh bảo, hoa sữa. Cô hài lòng, cho là anh nói đúng, vì nhiều người vẫn khen cô ngọt ngào, lãng mạn, như những cơn gió mùa thu nồng nàn hương hoa sữa. Còn anh nghĩ, cái cây hoa sữa to bự chạng ở cơ quan anh, cái cành nó nở choe choét hoa, chọc thẳng vào cửa sổ phòng làm việc của anh, xả ra thứ mùi khắm khắm như hôi nách, khiến anh dù đã đeo khẩu trang mà vẫn cảm thấy nhức đầu chóng mặt, và anh đang xin cấp trên cho chặt. Cô giảm béo, ăn toàn rau và bắt anh ăn theo. Anh nói thèm thịt thì cô bảo, ăn thịt nhiều là sát sinh, lúc chết sẽ phải xuống địa ngục, không được lên thiên đàng đâu. Anh cười, giọng dịu dàng, được sống cùng em trọn đời, rồi thì thiên đàng hay địa ngục với anh đâu có nghĩa lý gì cả. Cô nghe mà hả lòng hả dạ rồi nghĩ, đàn ông lạ nhỉ, khi đã có được thứ mà họ trân quý nhất trên đời rồi, thì những thứ khác nghiễm nhiên trở thành vô lý. Còn anh thì nghĩ, cả cuộc đời ở bên em anh còn chịu đựng được, thì chả còn chỗ nào có thể làm anh kinh sợ, dù cho đó là địa ngục. Bài học rút ra, đừng nghe những gì đàn ông nói, hãy nhìn những thứ đàn ông làm. Cây nến. Có một cô gái trẻ chuyển nhà mới, cô phát hiện hàng xóm nhà mình là một phụ nữ nghèo quá chồng, sống với hai đứa con nhỏ. Một ngày nọ, khi khu phố bị mất điện đột ngột, cô gái trẻ phải dùng nến để thắp sáng.
Một lát sau, có tiếng gõ cửa, hóa ra là đứa bé con nhà hàng xóm. Nó hồi hộp hỏi, cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ? Cô gái trẻ nghĩ, nó nghèo đến mức nến cũng không có mà dùng ư. Cho nhà nó một lần, lần sau lại sang xin nữa, cho mà xem. Thế là cô gái sẵn giọng nói, không có. Đúng lúc cô định đóng cửa lại, đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo mỉm cười nói, cháu biết ngay là nhà cô không có mà. Nói xong, nó chỉa ra hai cây nến. Mẹ cháu với cháu sợ cô chỉ sống có một mình, không có nến, nên bảo cháu mang nến sang cho cô dùng tạm ạ. Câu chuyện voi ăn vụng. Bà mẹ quát cậu con trai, này, con hay ăn vụng thì tai con sẽ to ra đấy. Dạ, nhưng con có ăn vụng đâu. À, vậy chắc là voi hay ăn vụng lắm mẹ nhỉ. Sao con lại hỏi vậy? Thì con trông thấy tai con voi rất to ạ. Hai vợ chồng nhà nọ có cậu con trai khoảng 3 tuổi, gia đình chật chội, không có phòng riêng cho con, nên để con ngủ chung với bố mẹ. Một hôm, vợ chồng chở con ngủ xong, rồi lấy mền trùm cậu con lại và làm tình với nhau. Được một hồi, ông chồng hỏi vợ, cho ra được chưa em? Dạ, được rồi, anh ra đi. Đột nhiên, thằng cu cửa mình và nói, cho con ra trước, con nóng quá, không chịu nổi. Một cô gái người Việt lấy chồng nước ngoài. Sáng, vợ kêu đi mua cháo cho con. Đi một hồi, anh ta quay về, mặt thì tái mét, chân tay thì run lập cập. Cô vợ thấy thế, liền hỏi, anh làm sao thế? Mà anh đã mua cháo cho con chưa? Anh ta trả lời, mà mặt vẫn tỏ ra kinh hoàng. Thôi thôi, không cho con ăn cháo ở ngoài hàng nữa đâu. Anh sợ quá em ạ. À. Cô vợ ngạc nhiên và nghĩ trong đầu, quái lạ. Có điều gì mà anh ấy sợ thế nhỉ? Và cô gặng hỏi anh, sao mà anh sợ hả anh? Anh chồng lôi cái điện thoại ra, chìa cho vợ cái biển quảng cáo của hiệu bán cháo và bảo, mấy hàng đều bán cháo thịt người em ạ. À. Cô vợ nhìn thấy thì bật cười lớn tiếng, anh chồng ngơ ngác. Thì ra, trên tấm biển có ghi, cháo thịt xay em bé, 10k, 15k, 20k. Câu chuyện điều kỳ diệu. Hai cậu bé người Pháp đang nói chuyện với nhau. Một cậu bé nói, em gái của tớ mới 10 tuổi nhưng có thể nói tiếng Anh khá tốt đấy. Cậu còn lại cười bảo, điều đó thì có gì là lạ đâu. Năm ngoái, khi gia đình tớ đi du lịch London, tớ gặp một bé gái 5 tuổi mà nói tiếng Anh như gió ấy. Tôi sẽ đưa chuyện này lên sân khấu. Hai vợ chồng cãi nhau khốc liệt, nồi niêu song chảo quăng loảng xoảng, mấy đứa bé khóc thét. Con chó con mèo cũng lo chạy trốn. Ban đầu, hai bên nói nhỏ, sau to dần. Anh chồng trách nhẹ, dạo này em đi sớm về muộn nhiều quá. Em là vợ hay là mẹ hay là bà nội trong cái nhà này? Cô vợ đớp ngay, nói ngu chưa? Bà nội nằm một chỗ trong kia. Tôi phải vì công việc nhà nước, không phải như anh, suốt ngày ngồi nhìn con hàng xóm nhá. Anh chồng bị mắng ngu thì nổi cơn thịnh nộ. Nhìn con hàng xóm thì sao? Mày phải như thế nào thì ta mới nhìn con hàng xóm chứ? Cô vợ nghe vậy thì thốn đến tận lon. Nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục như cái đứa quấy rối tình dục vậy. Mà, ý anh là tôi xấu, nó đẹp chứ gì? Anh chồng càng điên tiết. Thì tao khen nó đẹp đấy, không biết phận mình còn toang toác cho thiên hạ nó cười. Bây giờ thì câm cái mồm lại, nếu không tao cho mó miệng đấy. Tưởng đe thế thì cô vợ sẽ im lặng, không ngờ cô ta còn la lớn hơn. Cái đồ vũ phu, đồ bạo lực gia đình. Tôi không câm, tôi sẽ đưa chuyện này lên sân khấu cho thiên hạ xem. Cô vợ là diễn viên sân khấu, nói là làm. Khi vào vai diễn, cô ta đưa sự vụ của nhà mình và nỗi bức xúc lên sân khấu thật. Câu chuyện
nghe lời mẹ dặn. Có một bà lão chạy xe rất nhanh trên đường, bỗng bà ta nghe thấy cảnh sát thổi còi, bà càng phóng xe nhanh hơn. Mấy tay cảnh sát thấy vậy, liền phóng xe đuổi theo và hỏi, "Này, bà có nghe chúng tôi thổi còi không hả?" Bà lão liền gật đầu, viên cảnh sát bực dọc nói, "Tại sao nghe chúng tôi thổi còi rồi mà bà vẫn không dừng lại vậy?" Bà lão thản nhiên đáp, "À, mẹ dặn ra đường, nếu thấy trai huýt sáo thì không được dừng lại." Chấm dứt vòng luẩn quẩn, con trai nói với bố, "Bố ơi, khi bố còn nhỏ, ông có từng đánh đòn bố không ạ?" "Đánh nhiều ấy chứ." "Vậy ông lúc nhỏ có bị bố của ông đánh đòn không ạ?" "Đương nhiên, ông cũng bị đánh đòn nhiều rồi. Nếu như bố chịu hợp tác với con, chúng ta có thể ngừng ngay cái vòng luẩn quẩn hành vi này lại được đấy bố ạ. Bố hợp tác với con nhé." Chuyện Cháy và Giận. Cháy và Giận là hai anh em họ xa, kẻ ở trên cao, kẻ sống dưới thấp nơi ấm áp. Một ngày nọ, Giận đánh đường lên tìm Cháy. Dòng dã đi qua mấy thung lũng và mấy gò đồi, qua mấy vách núi, thì cuối cùng Giận cũng đến được nơi Cháy ở. Ở được vài hôm, bỗng Giận có ý kiến. "Thôi, em về đây. Ở đây khổ quá, toàn chịu mưa chịu nắng, lúc rét, lúc thì nóng, lại hay bị soi mói khi đang ăn. Sao mà bằng chỗ của em được chứ?" Ít lâu sau, Cháy bèn đánh đường xuống tìm Giận, xem Giận sống sung sướng thế nào. Giận sống ở một nơi ven hồ, cây cối lau lách mọc tùm. Ngày đầu tiên ăn no ngủ ấm, ngay ngày hôm sau gặp đúng lúc đến ngày hồ tràn ngập tiết canh từ đáy hồ tuôn lên mấy ngày liền. Tha hồ ăn thỏa thích, khỏi phải mất công đào bới cắn xé. Cháy thấy sung sướng nên ở luôn gần chục ngày sau không muốn về nữa. Hôm ấy cũng là ngày hồ khô sạch hoàn toàn. Hai anh em Cháy Giận đang đứng chơi bên hồ thì bỗng tùm một cái, thấy một gã khổng lồ đầu chọc lốc lao thẳng từ trên không trung xuống hồ. Đang lúc không đề phòng nên Cháy bị cuốn theo xuống hồ, còn Giận vì có kinh nghiệm và đã quen nên bám chặt lấy một thân cỏ ven hồ nên không việc gì cả. Lại nói đến chuyện Cháy bị tống xuống hồ, cố lóp ngóp bò lên gần đến bờ thì lại tùm một cái nữa, gã khổng lồ lại lao xuống với sức mạnh khủng khiếp cuốn theo Cháy xuống. Cứ như vậy, gần tiếng đồng hồ qua đi, gã khổng lồ đã mệt và ói ra nhựa vá xe, có mùi hay mùi hoa thiên sứ gì đó. Cháy mới lên được bờ và nằm vật ra ngất xỉu. Trước khi về, Cháy bàng hoàng nói với Giận, "Thôi, ở đây tuy ăn uống và chỗ nghỉ sung sướng thật đấy, nhưng cứ chiến tranh giặc giã liên miên thế thì anh không chịu nổi Giận à." Hâm nóng. Hồi còn trẻ, lúc nào yêu vợ là bấm tay, kéo vào buồng. Có anh bạn tôi còn bảo rằng sau cái hôn thật dài là giận hờn bay sạch. Đến khi cao tuổi, nhất là giai đoạn trên bảo dưới không nghe, thì có kéo vào buồng cũng vô ích thôi. Thậm chí quá bằng tra tấn nhau. Dân gian đã chẳng có câu khổ như bà già chịu trận là gì. Nhưng nếu không hâm nóng tình yêu ở người phụ nữ cao tuổi, thì trong gia đình sẽ rất dễ xảy ra xung đột, thậm chí cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Một câu nói vô tình nếu ở tuổi trẻ sẽ được cho qua, tha thứ, nhưng ở người già sẽ cố chấp và bị ghi gói lại. Tôi có tài hâm nóng, xin mách nhỏ, rủ nhau đi sắm đồ, nhất là mua váy, và đi du lịch thì luôn luôn nóng, và có lúc còn nóng dãy lên ấy chứ. Mẹ hiền có dâu. Ông bố đưa đứa con 7 tuổi đang học lớp 2 vào bệnh viện khám răng. Vốn hiếu động nên đi đường thấy cái gì cậu bé cũng hỏi và bắt bố giải thích cho bằng được. Khi đi dọc hành lang phòng khám, đọc được hàng chữ kẻ trên tường, cậu bé quay lại hỏi bố, "Bố ơi,
Lương y như tử mẫu, nghĩa là gì hả bố? Như thế, có nghĩa là tất cả các thầy thuốc ở đây đều là mẹ hiền cả, con ạ. Lúc ấy, một bác sĩ để ria mép đi qua, cậu bé tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, bố ơi, thế sao mẹ hiền lại có dâu hả bố? Chữa ngứa. Ngày xưa, có một ông vua cùng hoàng hậu trị vì nước Anh. Hoàng hậu có bộ ngực rất đẹp và quyến rũ, khiến hiệp sĩ Lancelot rất say mê và chàng ta rất muốn được hôn vào cặp vú của nàng. Một dịp thuận tiện, hiệp sĩ Lancelot đến gặp lão đạo sĩ cung đình tên là Merlin để nhờ lão ta tìm cách giúp cho chàng thỏa mãn ước muốn của mình. Merlin đồng ý, nhưng nói rằng nó đáng giá cả 1.000 đồng tiền vàng. Hiệp sĩ không do dự, liền đồng ý ngay. Merlin đến phòng thí nghiệm của mình chế biến một thứ chất lỏng có thể gây chứng ngứa da. Sau đó, lão lặng lẽ lẻn vào buồng hoàng hậu và bôi chất lỏng đó vào áo lót của đức bà. Ngày hôm sau, hoàng hậu cảm thấy rất tồi tệ. Ngực ngứa ngáy, gãi thế nào cũng không hết. Hậu than vãn với nhà vua. Lập tức, lão Merlin được mời vào cung. Merlin sau khi khám cho hoàng hậu, nói rằng đây là trường hợp rất lạ kỳ và rằng muốn chữa được cần có nước dãi của hiệp sĩ Lancelot. Vua liền cho mời Lancelot đến và thế là trong khoảng nửa giờ đồng hồ, chàng hiệp sĩ tha hồ liếm láp cặp vú của hoàng hậu. Niềm vui của hiệp sĩ Lancelot thật vô bờ vì mong ước tha thiết nhất của mình đã được thực hiện. Hôm sau, Merlin đến đòi tiền thù lao như đã thỏa thuận, nhưng Lancelot đuổi ra và không trả thậm chí một xu. Và dĩ nhiên, Merlin không dám mách với nhà vua. Thế nhưng, Merlin không phải dạng vừa. Tối hôm sau, lão lẻn vào bôi thứ chất lỏng đó vào quần lót của nhà vua. Vừa đi vừa ngủ. Bé Bi ham chơi, không chịu đi ngủ. Mẹ liền nhắc nhở, Bi, con có vào đi ngủ ngay không? Nhưng con không thể vừa đi vừa ngủ được, mẹ ạ. Vova rất thèm muốn một cô gái trong phòng làm việc của mình, nhưng cô ta đã thuộc về người khác. Một lần, Vova không cưỡng lại được, đến bên cô gái và nói, anh sẽ cho em 1.000 đô la nếu em hiến thân cho anh. Nhưng câu trả lời của cô gái đó là không. Vova nài nỉ, được rồi, anh sẽ làm lẹ thôi. Anh ném tiền xuống sàn, em chỉ cần cúi xuống, nhặt tiền rồi đứng lên. Thế là anh cũng làm xong. Cô gái đăm chiêu một lát, rồi trả lời rằng cần phải có ý kiến của bạn trai trước đã. Cô liền gọi điện cho bạn trai để kể mọi sự tình. Gã bạn trai trả lời, hãy đòi hắn 2.000 đô đi, rồi nhặt tiền thật lẹ để hắn ta không kịp cả tụt quần nữa. Cô gái dạ và đồng ý thỏa thuận với Vova. Nửa giờ trôi qua, gã bạn trai vẫn đợi, nhưng không thấy cô gái gọi lại. Mãi đến 45 phút sau, gã bạn trai sốt ruột tự mình gọi điện hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra. Cô gái trả lời, lão khốn này trả tinh tiền xu. Lợi chúc tai hại. Hai bạn trai đang nói chuyện với nhau. Hôm Tết, tao đến nhà nàng, chúc ông nàng có một câu mà nàng giận tao đến cả tháng mày ạ. Thế mày chúc làm sao? Thì tao chúc rằng chúc ông sống lâu 100 tuổi. Chúc như vậy được quá đi chứ còn gì nữa. Được cái con khỉ, năm nay ông của nàng đã 99 tuổi rồi. Hai anh em đố vui. Hai anh em chơi trò đố vui. Cậu anh hỏi, con gà kêu như thế nào? Cục ta cục tác. Con chó kêu như thế nào? Gâu gâu. Thế con bò kêu như thế nào? Cậu em liền hát to, 100%, 100%, 100%, chúng tôi là những con bò. Răng nói với lưỡi rằng, tao mà phập nhẹ một cái, chắc mày đau lắm ha.
Lưỡi trả lời, tao mà lỡ lời là 32 anh em mày dụng hết đấy con ạ. Mồm bỗng chen vào, tao mà nói dài thì hai thằng chúng mày lẫn lộn là cái chắc. Não kêu lên, im hết đi, tao đập đầu vào tường là chết cả lũ. Đắc đạo. Một hành giả hỏi lão hòa thượng rằng, thế trước khi đắc đạo, ngài đã làm gì vậy? Lão hòa thượng đáp, đốn củi, gánh nước, nấu cơm. Hành giả hỏi, vậy đắc đạo rồi thì sao? Lão hòa thượng đáp rằng, đốn củi, gánh nước, nấu cơm. Hành giả nghe vậy lại hỏi, vậy thế thì có gì khác với lúc chưa đắc đạo đâu? Lão hòa thượng đáp, trước khi đắc đạo, khi đốn củi thì lo lắng đến gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ đến chuyện nấu cơm. Đắc đạo rồi, đốn củi thì cứ đốn củi, gánh nước thì là gánh nước, nấu cơm thì là nấu cơm. Đánh bạn. Mẹ dạy con, chó là loài vật thông minh, chúng ta nuôi chó phải xem nó như là bạn, phải biết thương yêu và chăm sóc nó. Cậu con nghe thấy vậy liền hỏi lại mẹ, vậy ạ, thế tại sao hôm qua bố lại đánh bạn hả mẹ? Vợ hàng xóm. Có hai gia đình sống cạnh nhà nhau, một gia đình suốt ngày cãi vã, còn gia đình kia thì luôn yên ả và hiểu biết lẫn nhau. Có một lần, ghen tị với sự yên bình của nhà hàng xóm, cô vợ nhà hay cãi nhau nói với chồng rằng, mình hãy thử qua nhà hàng xóm ngó xem họ làm gì mà lúc nào cũng êm đẹp như thế. Anh chồng lén sang, giấu mình quan sát, thấy vợ người hàng xóm đang lau sàn nhà, bỗng có chuyện gì đó, chị ta chạy xuống bếp. Đúng lúc anh chồng bước vào, không trông thấy xô nước và phải làm nước trong xô đổ tung tóe ra sàn nhà. Lúc đó, người vợ chạy lên liền xin lỗi chồng. Em xin lỗi anh yêu, lỗi là tại em. Không, thứ lỗi cho anh mới là người sai. Người đàn ông buồn phiền bỏ ra về. Ở nhà cô vợ hỏi, thế nào, mình đã thấy những gì nào? Đúng, đúng cái gì cơ? Anh hiểu hết cả rồi. Nhà mình ai cũng đúng, còn nhà họ ai cũng sai cả. Không sợ ai cả. Một chiếc xe chở các trọng tài bóng đá vượt đèn đỏ. Cảnh sát giao thông đuổi theo và ra hiệu cho xe dừng lại. Trọng tài thứ nhất nói, cứ cho chạy tiếp đi, lỗi nhỏ mà. Trọng tài thứ hai thì kêu lên, nên dừng lại đi, phải có bài học để rút kinh nghiệm chứ. Trọng tài thứ ba ngồi ở cuối xe lên tiếng, theo tôi nên cho xe chạy vào sân vận động, ở đó chúng ta sẽ không sợ ai cả. Có khác gì đâu. Bố hỏi con trai, con có biết tại sao bố đánh con không hử? Dạ không ạ. Vì con bắt nạt em tí nhỏ tuổi hơn con. Thế bố cũng đang bắt nạt con đấy ạ? Hai vợ chồng nhà nọ nửa đêm cãi nhau ầm ĩ, làm cả góc xóm phải chạy đến can ngăn. Mọi người hỏi nguyên do làm sao mà cãi nhau. Bác trai mặt đỏ phừng phừng nói, cả buổi chiều nay nó đi sang hộ đám cưới, nó chỉ có thái ớt và bốc ớt vào đĩa, về rửa tay chưa sạch nó đã lau súng của tôi. Mọi người thấy vậy cứ tủm tỉm cười, ai về nhà nấy. Chắc họ sợ bác ấy bắn hay sao mà bác ấy liều thế, dám tàng trữ vũ khí vật liệu nổ. Bi kịch. Winston, một chính trị gia đi thăm một trường học. Ở lớp học nọ, Winston hỏi các học sinh rằng, các em, ai có thể cho tôi ví dụ về một bi kịch nào? Một cậu bé đứng lên rồi nói, dạ, nếu người bạn hàng xóm kế bên nhà của em đang chơi bóng trên đường phố mà bị một chiếc xe chạy qua đụng chết, thì đó sẽ là một bi kịch ạ. Ông Winston nói, không phải,
Đó gọi là một tai nạn. Một cô bé khác giơ tay lên và nói. Dạ, nếu một chiếc xe buýt chở 50 học sinh bị rớt xuống vách đá, mọi người trong xe đều không còn sống nữa, thì đó sẽ là một bi kịch cả. Ông Winston lại giải thích, tôi e là cũng không phải, mà chúng ta sẽ gọi đó là một sự mất mát to lớn. Cả lớp học im lặng, không một học sinh nào xung phong phát biểu nữa. Sao thế? Không ai biết thế nào là một bi kịch à? Ông Winston lại hỏi tiếp. Cuối cùng, một cậu bé ngồi ở cuối hàng sau cùng giơ tay lên. Sợ cậu bé nói một cách rụt rè. Dạ, nếu chiếc máy bay chở ông Winston bị gài bom nổ tung, thì đó sẽ là một bi kịch ạ. Ông Winston tươi cười. Tuyệt vời, xuất sắc đấy. Em có thể cho tôi biết tại sao đó lại là một bi kịch không? Cậu bé trả lời. Dạ, là vì nó không phải là một tai nạn, và đó chắc chắn cũng không phải là một sự mất mát lớn lao ạ. Chị em, hai cô gái đang ngồi xem tivi. Cô em hỏi, chị ơi, sao nước sông trong tivi không chảy ra ngoài chị nhỉ? Bé ngốc ạ, à, đấy là truyền hình. Em biết chứ, nhưng nước trong truyền hình thì cũng là nước chứ sao? Em không thấy kính ở màn hình đã ngăn nước rồi à? Làm sao mà nước chảy ra ngoài được chứ? Sợ gãy. Đến giờ nghỉ trưa ở công sở, trong lúc mọi người rủ nhau đi ăn uống, thì một anh chàng cứ đi qua đi lại, dáng vẻ bồn chồn. Thấy vậy, một người bạn liền đến gần hỏi bạn, có chuyện gì vậy? Hôm nay, tớ cứ như bị ma ám vậy. Buổi sáng đánh răng, tớ làm gãy cái bàn chải. Lát sau, tớ lại làm gãy dao cạo râu. Lúc khóa cửa đi, tớ đánh gãy mất chìa khóa. Tới văn phòng, tớ vừa sờ vào nắm cửa, thì nó rụng ra luôn. Người bạn lại khuyên, hay là cậu về nghỉ đi. Không cần, tớ có mệt mỏi gì đâu mà nghỉ. Vấn đề là ở chỗ, tớ mắc đi tiểu quá. Nhưng không biết có nên đi không, vì sợ nổ gãy mất. Chú chó thông minh. Ông Grang đi đâu cũng khoe mình có một con chó rất khôn. Một hôm, ông bước vào phòng làm việc, thấy con chó khoanh tròn trên ghế đệm, đuổi không xuống. Ông bước đến bên cửa sổ, vờ kêu lên. Khiếp, mèo ở đâu ra mà lắm thế? Con chó tưởng thật liền lao tới, bám hai chân lên bậu cửa sổ rồi sủa. Ông Grang rất đắc ý trở lại ghế ngồi. Một hôm khác, chó vào phòng thấy chủ nhà đang ngồi trên ghế. Nó giỏng tai nghe ngóng rồi phóng ra phía cửa sổ sủa váng lên. Ông chủ vội nhòm dậy chạy theo, đảo mắt khắp vườn chả thấy gì cả. Khi quay lại, thấy con chó chếm chệ trên ghế đệm. Câu chuyện chuyến bay của bệnh nhân tâm thần. Khi bệnh viện tâm thần bốc cháy, chính phủ huy động máy bay trực thăng đến đưa các bệnh nhân đến nơi an toàn. Trong chuyến bay, những người này không ngừng la hét đập phá. Duy chỉ có một bệnh nhân nam im lặng và ngồi quan sát phi công. Quá bực mình vì nhóm người điên ấy, viên phi công quay sang người này và nói, tôi thấy anh có vẻ bình thường. Anh có cách nào giúp tôi làm cho đám người phía sau kia im lặng một chút được không? Nếu được, tôi sẽ xin giám đốc bệnh viện cho anh xuất viện sớm. Viên phi công vừa dứt lời, thì người đàn ông lập tức quay ra sau. 5 phút sau, người ấy quay lên và quả nhiên không còn tiếng động gì phía sau nữa. Quá ngạc nhiên, viên phi công hỏi, anh giỏi quá, anh đã làm cách nào mà khiến cho đám người ấy ngoan ngoãn nghe lời như vậy? Có gì đâu, tôi vừa mở cửa cửa cho tụi nó đi chơi hết rồi. Khập khiễng. Ông chồng dẫn bà vợ đến gian hàng bán súc vật. Họ cùng nhau đến lô bán bò đực ở khoang thứ nhất. Thấy tấm bảng có ghi, năm ngoái con bò này thụ tinh được 50 lần. Bà vợ quay sang nói với ông chồng, con bò này làm được những 50 cái một năm, ông nên học tập nó đi. Rồi họ lại bước đến khoang nhốt con bò đực thứ hai. Tấm bảng có ghi, năm ngoái
con bò này thụ tinh được 65 lần. Bà vợ lại quay sang nói với ông chồng, con bò này năm ngoái đã làm được 65 cái đấy, tức là hơn 5 cái một tháng. Ông có thể học tập nó đấy. Khi họ bước tới khoang cuối cùng, có tấm bảng ghi, năm ngoái con bò này thụ tinh được 365 lần. Bà vợ há hốc mồm, quay sang chồng, chà, năm ngoái nó làm những 365 cái cơ à. Vị chi là một cái một ngày, ông phải học bằng được như con bò này mới phải. Ông chồng quay sang gắt với bà vợ, thế bà thử hỏi xem có phải nó làm 365 phát với một con bò cái hay không nhá. Tin nhắn: mẹ đang làm ca đêm ở nhà máy dệt, tranh thủ nhắn tin hỏi thăm con gái, con đã ngủ chưa? Cô bé nhắn lại, mẹ vào ca ba con ngủ với gì. Người mẹ đọc xong tin nhắn hoảng quá, xin ban giám đốc nghỉ để về giải quyết. Về đến nhà thì thấy chồng nằm chèo queo ở nhà một mình, vội hỏi, thế con đâu? Con qua nhà dì ngủ rồi, người chồng đáp. Lúc này người mẹ mới hiểu, hóa ra con gái nhắn mẹ vào ca ba con ngủ với gì, mẹ lại hiểu nhầm thành mẹ vào ca ba ngủ với gì, tí nữa thì có chuyện. Không biết là phải mặc quần áo. Đôi bạn trai gặp nhau, nghe nói bây giờ cậu đi làm ở công ty X rồi phải không? Ừ, nhưng tớ bị đuổi việc ngay từ ngày đầu tiên. Sao vậy? Thì khi đọc trong giấy gọi đi làm, tớ thấy có thông báo rõ là chỉ mang cà vạt đỏ. Thế mà lúc đến công ty, tớ thấy mọi người còn mặc cả quần áo nữa. Trời miền Trung mùa hè nóng như lửa đốt, cộng thêm từng đợt gió Lào làm rát bỏng làn da. Nhìn con cái người ta được ở trong phòng có máy lạnh, còn con hắn trông mới tội làm sao. Nhất là thằng bé mới 10 tháng tuổi, nhìn con mà hắn xót xa. Thôi thì hắn đành vay mượn mua một cái điều hòa cũ lắp cho mấy đứa nhỏ. Nhưng buồn thay, từ khi sinh ra tới giờ không sao, nay có điều hòa, thằng nhỏ 10 tháng tuổi lại nổi lên từng tấm đỏ. Có lẽ thằng bé bị dị ứng với điều hòa chăng? Nhưng để cho an toàn, vợ hắn bảo hắn nghỉ một ngày làm phụ hồ cho công trình gần nhà để đưa bé đi khám. Hắn cùng vợ đưa bé đến phòng khám đa khoa Hàm Cá Mập. Nghe nói ở đây có nhiều bác sĩ giỏi lắm, họ khám có uy tín. Khi hắn đưa thẻ bảo hiểm y tế của bé cho nhân viên phòng khám, họ nói chúng tôi ở đây chưa có khoa nhi nên bé không khám bảo hiểm được, gia đình nạp tiền khám dịch vụ cho bé. Thế hết bao nhiêu ạ? 50 ngàn. Hắn nạp tiền xong, cô nhân viên đưa cho hắn tờ giấy giới thiệu vào buồng số 3, khoa da liễu. Hắn đưa bé vào gặp bác sĩ và hắn nói rõ về tình trạng của bé. Bác sĩ bảo hắn cởi áo thằng bé ra xem rồi nói, cháu bị dị ứng điều hòa. Nói xong, ông ta viết vào một tờ giấy rồi nói, anh chị ra ngoài phòng kế toán nạp tiền lệ phí xét nghiệm máu và nước tiểu cho cháu. Hắn quay ra phòng kế toán nạp lệ phí xét nghiệm máu và nước tiểu hết 100 ngàn. Sau khi lấy nước tiểu và máu, hắn ngồi chờ kết quả. Hơn nửa giờ sau có kết quả, hắn đưa tới phòng khám ban đầu. Xem kết quả xong, bác sĩ lại nói, anh chị nên siêu âm kiểm tra gan cho cháu. Vâng ạ. Thế rồi hết gan lại đến tổng thể, nào là tai mũi họng vân vân, hơn triệu bạc hắn ứng tiền công đi vào. Cuối cùng hắn lại đến phòng khám ban đầu, sau khi xem xét hết các kết quả, bác sĩ nói các kết quả cho thấy tình trạng sức khỏe của cháu rất tốt, không sao, cháu chỉ bị dị ứng điều hòa thôi, anh chị đưa cháu về đi. Thưa, thế không có đơn thuốc ạ? Đừng cho cháu ngủ trong phòng điều hòa, ít bữa là nó sẽ khỏi thôi. Nghe vậy, hắn cùng vợ đưa bé ra về. Hắn nói với vợ hắn, bác sĩ ở đây giỏi thật đấy. Cuối cùng, họ cũng chuẩn đoán ra là thằng bé bị dị ứng điều hòa. Người vợ đến thăm chồng đang ở trong tù.
Cô hỏi, anh vẫn khỏe đấy chứ? Trong này chắc có nhiều thứ không quen và bất tiện lắm hả? Người chồng đáp, em đừng có lo, anh thấy chẳng khác gì ở nhà cả. Người vợ thắc mắc hỏi, thế giống ở chỗ nào? Người chồng thở dài đáp, làm việc cực nhọc nhưng không được cầm tiền, không được đi đâu cả, và đồ ăn thì dở thậm tệ. Bệnh khoác lác. Một anh chàng nói khoác kể chuyện với bạn. Cậu biết không, hôm nọ ở ngoài biển mình câu được một con cá khổng lồ đấy. Khi kéo con cá đó lên bờ, nước biển vơi hẳn đi một ít, nhìn thấy rõ luôn đấy. À, chắc là cậu câu được cá voi hả? Sao lại là cá voi? Tớ dùng cá voi để làm mồi câu thì có. Trong đêm tân hôn, chồng âu yếm hỏi vợ, thế lúc chưa lấy anh, em sợ điều gì nhất nào? Em ngại quá. Đừng có ngại, cứ nói đi em yêu. Em sợ ế chồng. Chuyện khẩn cấp. Có ba con khỉ đang ngồi ăn chuối ngay cạnh bụi chuối bên bờ sông. Bỗng, phía bên sông có con mèo đi ngang qua gọi lớn. Ê, khỉ, mày qua đây, tao nói cái này cho mày nghe nè, nhanh đi. Dẹp, đang bận ăn chuối, không qua. Bơi qua đi, tao có chuyện muốn nói thật mà. Không qua, tao bơi dở lắm. Tao năn nỉ mày đấy, qua đây đi mà, có chuyện khẩn cấp lắm ấy. Thấy con mèo nài nỉ quá, con khỉ cũng liều mình bơi qua sông. Con khỉ cố gắng muốn hụt hơi và mất cả nửa ngày trời mới qua được bờ bên kia sông. Khỉ leo lên bờ, vừa thở hổn hển vừa hỏi mèo. Giới ạ, mệt muốn đứt hơi luôn. Sao? Có vụ gì khẩn cấp, nói nghe xem nào. Mèo bèn vỗ vỗ vào vai khỉ, rồi lấy tay chỉ qua mé bên kia sông và nói. Đấy đấy, mày thấy không? Bụi chuối gần chỗ mày ngồi lúc nãy, ở phía sau còn có một buồng chuối nữa, đang chín vàng hết rồi kia kìa. Lợi ích hôn nhân. Hãy nói với chúng tôi những điều mà anh học được sau những năm tháng tuyệt vời sống với vợ. Tôm từ tốn trả lời, tôi đã học được rằng hôn nhân là một người thầy tốt nhất. Nó dạy cho chúng ta lòng trung thành, trung thủy, sự chịu đựng, tính nhu mì, tự kiềm chế và tính vị tha, và rất nhiều phẩm chất tốt đẹp khác mà bạn không cần thiết phải dùng đến nếu bạn sống một mình. Gốc gác người Nhật. Có một nhà nghiên cứu nhân chủng học người Nhật đi tìm nguồn gốc tổ tiên của dân tộc mình. Ông ta đã đi khắp nơi trên thế giới để tìm kiếm, nhưng vô vọng. Cuối cùng, ông trở về châu Á và đặt chân đến Việt Nam. Đến ga Huế, tình cờ ông nghe được hai người dân địa phương trò chuyện với nhau. Mi đi ga ni? Ừ, tao đi ga ni. Mi đi ga mô? Ga tề? Tao đi ga tề. Ga tề ga chi? Ga lăng cô tề? Răng đông như rí. Rí mà đông chi? Mi ra ga mô? Ra ga nam ô? Khi mô mi đi? Chứ chỉ khi mô. Mi lo đi đi. Ừ, tao đi nghe mi. Nhận ra cách phát âm ngôn ngữ của người dân địa phương ở đây không khác gì tiếng Nhật ngày nay, nhà nghiên cứu người Nhật đã mừng rỡ reo lên. À, đây chính là nguồn gốc tổ tiên của người Nhật đây rồi. Câu chuyện mua bò. Có một người đàn ông dẫn cậu con trai nhỏ 4 tuổi cùng đến một trang trại. Thằng bé thấy bố cứ xoa mông, sờ nắn chỗ này chỗ kia của con bò thì hỏi, bố ơi, bố làm gì vậy ạ? Bố chọn mua bò đấy con ạ. Vậy thì ta về ngay thôi bố ơi. Có chuyện gì vậy con? Vì hôm qua con thấy bác hàng xóm cũng chọn mua mẹ. Con sợ nếu về không kịp thì bác ấy sẽ mua mẹ mất ạ. Câu chuyện cảnh quay cuối cùng. Đạo diễn Mỹ đang quay một bộ phim hành động, đã mệt
Nhưng ông ta vẫn cố gắng làm việc. Ông nói với chàng diễn viên đóng vai chính, anh phải nhảy từ nóc ngôi nhà này xuống đường. Đứng từ trên lầu nhìn xuống, anh chàng diễn viên nhăn mặt nói, làm sao tôi có thể nhảy được? Căn nhà này có những 3 tầng, nếu nhảy có thể tôi sẽ mất mạng đấy. Đạo diễn vội xua tay bảo, có sao đâu, cảnh này là cảnh cuối cùng rồi. Có một bộ tộc thổ dân ăn thịt người ở châu Phi bắt được 3 gã người Đức, Mỹ và Việt Nam. Tay tù trưởng có vẻ vênh váo, giết các người luôn thì chán ngắt, ta sẽ cho các người cơ hội sống sót. Ai giúp ta trải nghiệm sự hạnh phúc lớn nhất, kỳ lạ nhất từ trước tới nay, ta sẽ tha cho người đó và còn coi người đó là thượng khách. Các người có 1 giờ, muốn làm cách nào thì làm cũng được. Lời hứa là lời hứa. Gã người Đức thể hiện trước, hắn lôi xúc xích, bia và cô gái đẹp nhất bộ tộc ra, hướng dẫn tay tù trưởng hưởng thụ. Tù trưởng phán, quá nhàm, chúng ta cũng tự nấu bia được, còn dăm 3 thứ thực phẩm chế biến sẵn sao bằng đồ tươi, rồi đem gã Đức đi. Đến lượt gã người Mỹ, hắn đem rượu whisky và miêu tả về trận bóng chày Super Sunday showdown. Tù trưởng cười nhạt, tưởng gì, rồi lôi bộ tivi và truyền hình vệ tinh ra, ngươi tưởng ta sống ở những năm 1890 à? Rồi cũng lôi gã người Mỹ đi mất. Cuối cùng đến tay người Việt, hắn lôi ra 1 cái thớt và 1 cái thìa, rồi bảo với tù trưởng, kê bi của ông lên đây. Tay tù trưởng lấy làm quái lạ, nhưng lời hứa là lời hứa và đành kê lên. Tay người Việt lấy cái thìa gõ 1 phát, tù trưởng đau chảy nước mắt. Gõ đến phát thứ 2, hắn khuỵu xuống thều thào, gượng đã, đây là thứ hạnh phúc quái gì chứ. Tay người Việt giơ thẳng cánh gõ cái thìa xuống, tù trưởng nhìn kinh hãi và gần như ngất đi. Cong 1 tiếng, cái thìa gõ xuống thớt, tay người Việt mỉm cười, hạnh phúc là khi tôi gõ trượt đấy. Sau khi lên thành phố tham quan 1 tuần, cán bộ văn hóa thông tin về xã báo cáo. Tôi thấy ở thành phố cấm hút thuốc thì người ta vẽ điếu thuốc bị gạch. Không làm ồn, người ta vẽ cái còi bị gạch. Kỳ này, khi vận động sinh đẻ có kế hoạch, các anh biết phải vẽ cái gì rồi chứ? Có một lữ khách trên sa mạc bị lạc đoàn. Số nước ngọt ít ỏi mang theo cũng dần cạn đi. Trong lúc tuyệt vọng, ông ta than, ôi, Thượng Đế ơi, người nỡ để con chết thế này hay sao? Bỗng từ trên cao, có tiếng vọng xuống, ta không thể mang nước uống đến cho con được, nhưng ta có thể trả lời các câu hỏi của con. Lữ khách mừng rỡ hỏi, vậy xin người hãy cho con biết, nơi có nước ở gần đây nhất ạ? Gần lắm. Nó chỉ cách chỗ con đứng, chưa tới nửa dặm. Ở hướng nào ạ? Đông, Tây, Nam hay Bắc ạ? Hướng đi xuống, con ạ. Học sinh giỏi. Trong giờ toán, cô giáo hỏi cả lớp. Em nào, hãy cho cô biết. Bố em có 700.000 đồng, mẹ em có ít hơn bố em 400.000 đồng. Hỏi mẹ có bao nhiêu tiền? Cả lớp đang nhẩm tính, một học sinh xin trả lời, thưa cô, 1 triệu đồng ạ. Cô giáo, hả? Có một cặp vợ chồng đang đi dạo trong công viên, bỗng có một con chó lớn hung dữ chạy ảo ra định cắn cặp đôi đó. Ông chồng liền bế bà vợ lên để hy sinh chân mình cho chó cắn. Sau đó, con chó khựng lại rồi bỏ chạy. Ông chồng liền để bà vợ xuống, nghĩ rằng bà vợ sẽ hôn mình cảm ơn mình đây. Ai dè bà vợ không cảm ơn mà còn chửi, tôi chưa thấy ai như ông. Người ta lấy đá lấy cây để chọi con chó, còn ông thì bưng tôi lên để chọi nó là sao? Bài học rút ra, không ai có thể nói ngược ngạo hơn vợ của mình.
vỡ kế hoạch. Vợ chồng anh họ Đào sinh được 4 đứa con cái. Họ rất buồn vì chỉ có con một bề, mặc dù đã được tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình và sinh đẻ có kế hoạch, anh họ Đào vẫn quyết tâm chỉ đạo vợ mang thai lần thứ 5, hòng kiếm cậu con trai để nối dõi tông đường. Khi vợ mang bầu, anh đã bàn với gia đình đặt tên con là Tiên Sinh để tỏ rõ quyết tâm của mình. Đến kỳ sinh nở, anh hồi hộp vào bệnh viện, chờ ở ngoài phòng để xem kết quả thế nào. Tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh vang lên, bác sĩ khoa sản thông báo, con gái nhá. Anh họ Đào như muốn ngất xỉu, bác sĩ hỏi anh đặt tên cháu là gì để chúng tôi ghi vào giấy chứng sinh. Anh thở dài đáp, hừm, tưởng con trai, lại là gái, nhầm rồi, lẫn rồi, thôi thì đặt tên nó là Đào Lộn Hột. Có hôm, tôi trêu con gái 4 tuổi của mình, nhà mình sắp nuôi một con lợn, cần phân chia công việc, một người sẽ cho nó ăn mỗi ngày, một người thì dọn phòng cho nó, một người thì tắm cho nó, con chọn việc gì nào? Nó đáp ngay, dạ, con làm con lợn ạ. Cái giá của tình yêu. Anh chàng nọ đến văn phòng với một cánh tay bó bột và một con mắt tím bầm. Anh ta giải thích với các đồng nghiệp rằng đã từ lâu lắm rồi, tớ tìm kiếm người đàn bà của cuộc đời mình. Mới đây, tớ làm quen với một cô gái rất xinh đẹp, nhưng bố cô ấy lại không đồng ý. Sau đó, tớ gặp một người đàn ông tuyệt vời, sẵn sàng trở thành bố vợ tớ, nhưng con gái ông ta lại không đồng ý. Hôm qua, tớ đã gặp được người phụ nữ, phải nói là cực kỳ lý tưởng. Cô ấy đồng ý, và bố cô ấy cũng vậy luôn. Một anh đồng nghiệp không hiểu mới hỏi, vậy thì ai đã làm cho cậu đến nông nỗi này chứ? Anh ta liền đáp, ôi, khổ cái thân tôi, lần này là do chồng cô ta không đồng ý, thế mới ra nông nỗi này đây. Người thứ ba, anh chồng đi làm về, nói chuyện với vợ. Em ạ, ở ngoài phố, lúc nãy có hai người đánh nhau dữ quá. May mà có người thứ ba ngăn lại, nếu không thì có thể dẫn đến án mạng đấy. Chị vợ nghe vậy liền hỏi, người thứ ba ấy là ai? Một chàng trai trẻ. Người vợ đáp, đấy, em thấy vai trò của người thứ ba lúc nào cũng quan trọng và cần thiết. Ví dụ như người sự kiện, trọng tài bóng đá, nhân chứng trước tòa. Anh chồng đồng tình, dĩ nhiên rồi. Ồ, thế sao lúc em đi tìm người thứ ba thì anh lại cứ lồng cả lên như thế làm gì? Nhà nữ triết học khẳng định chồng là một dạng vật chất, nó không bao giờ bị mất đi, chỉ chuyển từ người này sang người khác. Nhà nữ vật lý học lại nói chồng chịu ảnh hưởng rất lớn của lực vạn vật hấp dẫn, khi xa thì hút, khi gần thì đẩy. Cô nhân viên y tế thì cảnh báo rằng chồng là một loại vi khuẩn hay lợn thuốc rất khó trị. Cô nhân viên ngân hàng thì lại than vãn, ôi dào, chồng là chuyên gia vay nóng, nhưng khả năng chi trả thì lại không hề có. Chị nông dân thì thật thà bảo, chồng là lúa giống, nếu ta không tranh thủ xạ hết ở ruộng mình, thì có nguy cơ bị hàng xóm mượn giống. Câu chuyện vợ dạy. Một con bạc nói với bạn mình rằng, các cụ ngày xưa nói cấm có sai. Thứ nhất vợ dạy trong nhà, thứ nhì trâu chậm, thứ ba dựa cùn. Đúng như thế thật. Thế vợ ông dạy cái gì? Ngu nữa là đằng khác. Hôm vừa rồi, thằng giám đốc nó rủ đi du lịch cùng nó mà không đi, lại còn về kể với mình nữa chứ. Có vợ chung thủy thế thì còn kêu ca gì nữa ông ơi. Khổ, nhưng mà ông ạ, tôi đang khát tiền. Thơ vui, kiếp đàn ông. 12 bến nước, bến nào trong, thương cho cái kiếp làm chồng. Có vợ nhưng thích nhìn gái đẹp, đàn ông khổ lắm
Ai biết không, đàn ông đâu muốn kiểu trăng hoa, đơn giản đàn ông thích đàn bà, thích ngắm hoa thơm và cỏ lạ, yêu gần chưa đủ, lại yêu xa. Trái tim vốn dĩ rất nhiều ngăn, đàn ông rộng lượng mấy ai bằng, phụ nữ yêu mình yêu lại. Vậy là bị mắng, thói lăng nhăng, hết xuân đến hạ, tiết thu đông, mở cửa trái tim đón tình nồng, đa tình cũng bảo là có tội, thiệt là khổ lắm, kiếp đàn ông. Nói tắt. Trong một quán nhậu, có một thực khách gọi bồi bàn. Này, cho anh thêm 2 đĩa thịt dê nhé. Cùng lúc đó, một ông khách mới vào quán gọi. Cho tôi 2 đĩa thịt chó. Anh bồi hướng vào bếp gọi to. 2 dê ăn thêm, 2 chó mới vào. Hãy đối xử với người yêu như một chiếc iPhone. Chạm, vuốt, nâng niu, ngắm không rời màn hình, giật mình lo lắng mỗi khi tưởng mất, và quan trọng là phải cắm sạc mỗi đêm. Chuyện các giáo sư chữa cháy. Hiệu trưởng mời 3 giảng viên, gồm 1 giáo sư hóa học, 1 giáo sư vật lý học và 1 giáo sư môn thống kê lên phòng giám hiệu. 3 người lên tới nơi thì hiệu trưởng có việc khẩn phải ra ngoài và họ phải ngồi chờ. Một lát sau, 3 vị giáo sư hoảng hốt nhận thấy sọt giấy vụn đang bốc cháy, họ bèn bàn nhau cách dập lửa. Giáo sư vật lý nói, tôi biết phương pháp xử lý, chúng ta cần phải làm nguội các vật liệu xuống dưới nhiệt độ bắt lửa của nó và lửa sẽ không cháy nữa. Giáo sư hóa học ngắt lời, không không, tôi mới là người biết cách xử lý, chúng ta cần phải cách ly ngọn lửa khỏi oxy để phản ứng cháy ngừng hoạt động. Trong khi 2 giáo sư đang tranh luận xem nên dùng phương pháp của ai, thì họ thấy giáo sư thống kê chạy quanh phòng và đốt lên những đám cháy mới. Kinh hoàng, họ liền kêu lên, này, ông đang làm cái gì vậy? Nhà thống kê học đáp, hãy dập tắt các đống lửa này theo cách của từng người, rồi chúng ta sẽ so sánh, phân tích và tìm ra được phương pháp thích hợp nhất. Thiệp đặc biệt. Có một anh chàng đến tiệm tạp hóa mua thiệp tặng cho người yêu vào ngày lễ tình nhân. Anh hỏi chị bán hàng, chị ơi, ở đây có bán tấm thiệp nào có dòng chữ anh chỉ yêu mình em không? Chị bán hàng vui vẻ trả lời, dĩ nhiên là có rồi, đợi một chút để chị đi lấy. Này, chị nhớ lấy cho em 10 cái nhá. Người gái thấy một cô gái trẻ đứng trên cầu và chuẩn bị nhảy xuống sông. Lúc ấy, có một chàng trai đi qua, nhìn thấy, liền hỏi, cô định tự tử ư? Đúng vậy, cô gái trả lời và quay lại nhìn chàng trai. Thấy cô gái quá xinh đẹp, chàng trai liền cầu xin cô cho một nụ hôn trước khi cô tự tử. Và thật tuyệt vời, cô gái liền đồng ý, một nụ hôn ngọt ngào. Sau đó chàng trai quyết định phải thuyết phục cô gái. Cô xinh đẹp và đáng yêu như thế, sao lại muốn tự tử? Dạ, tại vì bố mẹ tôi mắng tôi chỉ vì tôi thích ăn mặc như con gái. Phát hiện chấn động thế giới. Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà sử học Trung Hoa vừa công bố một phát hiện gây chấn động thế giới. Khổng Tử, người sáng lập Nho giáo, triết gia lỗi lạc Á Đông này không phải là người Trung Quốc, mà chính xác là người Việt Nam. Khổng Tử sinh khoảng năm 551 trước công nguyên tại nước Lỗ. Sau khi tìm hiểu kỹ các quốc gia trên toàn thế giới, chỉ duy nhất có Việt Nam là đụng đến đâu, lỗ đến đó. Từ hút dầu dưới biển cho đến đảo than, đi bán cũng bị lỗ. Điều này chứng minh rằng nước Lỗ của thời Xuân Thu chính là nước Việt Nam ngày nay. Khổng Tử sinh ra tại nước Lỗ, có nghĩa ông chính là người Việt Nam. Quen nhau trước. Mẹ đang làm bánh trong bếp, 2 anh em thập thò ngoài cửa, tí xúi em. Em vào xin bánh đi. Em nhỏ, mẹ chiều em nhất nhà mà.
tèo sau một hồi phân vân. Thôi, anh vào đi, anh quen mẹ trước em mà. Một ngày nọ, anh chàng nhận thấy rằng đồng nghiệp của mình đến chỗ làm với đôi bông tai trên tai. Điều kỳ lạ nhất là anh ta luôn có một sở thích khá bảo thủ và không chịu thay đổi. Anh chàng bỗng trở nên tò mò tại sao lại có sự thay đổi đột ngột trong phong cách như vậy. Anh đến gần người đồng nghiệp của mình và nói, tôi không biết, anh cũng đeo hoa tai cơ đấy. Anh nói và cười lớn. Người đồng nghiệp ngượng ngùng trả lời, anh nghĩ nhiều rồi, chỉ là đôi bông tai thôi mà. Anh chàng im lặng trong vài phút, nhưng vì sự tò mò trở nên quá mạnh, và anh quyết định hỏi, anh đeo chúng bao lâu rồi? Người đồng nghiệp thở dài đáp, kể từ khi vợ tôi tìm thấy chúng trong xe của tôi. Làm lại, buổi tối hôm ấy, cô con gái rượu tóc vàng thú nhận với bố của mình, con đã chót dại, có bầu với tay giám đốc ở công ty. Ông bố nổi trận lôi đình, phi thẳng đến nhà tay giám đốc với thái độ sẵn sàng ăn tươi nuốt sống. Dạ, tôi không dám chối bỏ trách nhiệm. Tay giám đốc run rẩy nói. Vậy bây giờ anh tính thế nào đây? Dạ, nếu cô ấy sinh con trai, tôi xin bồi thường 100.000 đô la. Còn nếu sinh con gái, số tiền sẽ là 50.000 đô la. Mặt ông bố bớt đỏ dần, sự giận dữ bắt đầu lắng xuống, giọng ông nhỏ nhẹ hẳn. Vậy thì tôi cầu mong cho con gái tôi đẻ sinh ba, và đều là ba bé trai, để anh chừa cái thói lăng nhăng ấy đi. Ông giám đốc cố hỏi thêm, vậy thưa ông, nếu nhỡ trường hợp cái thai bị hỏng thì tính sao? Ông bố cô gái gái lại cáu gắt, anh nói thế là không xong với tôi đâu đấy, nếu thế thì anh phải thực hiện lại từ đầu. Một cô gái nhắn tin cho sếp, anh ơi, em xin lỗi, trước đây em đã bỏ việc để theo đuổi đam mê, bây giờ đam mê đã trở thành gánh nặng với em. Anh cho em xin quay lại công ty làm việc có được không? Em hứa em sẽ cố gắng. Chào em, công ty đã giải thể rồi em à. Lúc em xin nghỉ để đầu tư Bitcoin, anh cũng có theo dõi em. Anh âm thầm chơi, ban đầu cũng có lãi. Về sau, anh bán cả công ty để chơi luôn. Em kiếm việc khác làm đi nhé. Nếu có gì làm thì bảo anh với. Anh cũng đang như em đây này. Câu chuyện hãy đợi mùa đông. Một cô bị một anh chàng theo đuổi. Cô không thích, nhưng chàng lại là người kiên trì. Anh ta thì sẽ nhảy xuống sông tuẫn tiết nếu không lấy được cô. Cô gái tâm sự với một người bạn. Hắn dọa nếu mình từ chối lời cầu hôn của hắn, hắn sẽ nhảy xuống sông tự tử ngay. Thực tình thì cậu có yêu hắn không? Hoàn toàn không. Tớ phải trả lời hắn thế nào đây? Nếu cậu không yêu hắn thì đợi đến mùa đông hãy trả lời. Sao lại thế? Đảm bảo với cậu là khi đó hắn sẽ không dám nhảy xuống sông đâu, vì rét mà. Ăn vụng, chưa nào cũng vậy. Khi chồng chị ăn cơm xong, xách xe đi làm là anh chị lại kéo nhau vào buồng ăn vụng. Chồng chị là người giỏi giang và tốt tính, hay giúp đỡ người. Một mình đi làm lo cho cả nhà, chị ở nhà làm việc nhà. Chồng chị rất thương vợ, khi đi làm về là gọi vợ ơi, khi nào tìm thấy vợ đang ở đâu, làm gì thì mới thôi. Anh và chồng chị rất thân nhau, thấy anh xài điện thoại cùi bắp hoài, chồng chị lôi anh đi mua cho cái điện thoại Samsung A6, tiền bạc trả sau. Đợt ấy, nhà chị dột thấm nhiều quá, anh tới sửa chữa cải tạo, công việc phát sinh, anh làm cả tháng trời mới xong. Chồng chị có tấm lòng nên kêu phục vụ nước nôi, cơm trưa cho anh em thợ, khỏi phải đi ăn ngoài cho tốn kém. Qua thời gian tiếp xúc liên tục, chị thích ích anh. Tuy ở nhà, nhưng chị bắt đầu chú ý tới ăn mặc hơn. Ở tuổi ngoài 40, chị đẫy đà và tràn đầy sức sống. Đầu tiên là anh cầm tay chị, khen nhỏ nhắn và xinh. Anh đưa vào miệng mút ngón tay xinh xinh ấy, chị nhắm mắt đờ đẫn, rồi rên lên khe khẽ. Chị rất cuồng nhiệt, anh càng ngấu nghiến, chị càng thỏa mãn.
Trưa nào anh cũng làm cho chị sung sướng trên chiếc giường của hai vợ chồng chị. Ăn vụng biết chùi mép, anh và chị không có số điện thoại của nhau, không kết bạn Zalo Facebook. Ân ái xong, hai người giữ thái độ điềm nhiên như không có gì xảy ra vậy. Trưa, anh vẫn ngồi ăn cơm được với cả nhà chị, nên trong con mắt của chồng chị và mọi người, hai người rất sạch sẽ. Anh nửa đùa nửa thật nói với chị, sửa được cái nhà thì lại mất vợ. Chị cãi, thì em vẫn ở nhà này chứ đi đâu mà mất nào. Anh sửa nhà chị xong trông đẹp hơn, hết thấm, nhưng gia đình chị thì không ổn lắm. Chồng chị đầu tư làm ăn thua lỗ mấy tỷ, con trai đầu bị đụng xe, chị thì bị mất xe máy. Rồi người này ốm người kia bệnh, không thuận lợi như trước nữa. Thỉnh thoảng anh vẫn tới nhà, chồng chị vẫn vui vẻ niềm nở đón tiếp, uống trà trò chuyện. Thỉnh thoảng chị vẫn lén lút nhìn anh với ánh mắt thèm khát, nhưng họ không ân ái vụng trộm nữa, mà chỉ ngoại tình trong tư tưởng. Vì khó khăn nên giờ chị cũng đi làm, tuy nhiên nhưng được tiếp xúc, giao lưu với mọi người nên tinh thần chị giờ thoải mái hơn. Bí mật của hai người chỉ hai người mới biết, anh cũng như chị vẫn chu toàn với gia đình, còn kẻ thứ ba ở sâu trong góc khuất tâm hồn, nào ai biết. Câu chuyện nhà triệu phú. Một hôm, nhà triệu phú này đến một khách sạn ở New York hỏi thuê một căn buồng rẻ nhất. Ông hỏi, thế giá thuê buồng là bao nhiêu? Chủ khách sạn nói cho ông biết. Ông lại hỏi, thế buồng đó ở tầng thứ mấy? Người chủ lại trả lời ông. Rồi ông lại hỏi, có phải đó là buồng rẻ nhất ở đây không? Tôi ở đây có một mình nên chỉ cần một căn buồng nhỏ thôi. Chủ khách sạn nói với ông ta rằng đó là phòng nhỏ nhất của khách sạn và nói thêm rằng, nhưng tại sao ông lại thuê cái buồng rẻ nhất như thế trong khi con ông đến đây? Anh ta chỉ thuê toàn buồng đắt tiền nhất. Nhà triệu phú trả lời, đúng thế, nhưng cha của nó là một người giàu có, còn bố của tôi thì lại không phải. Hồi đó, sáng sớm, chồng đưa vợ tiền đi chợ. Khi vợ đi chợ về, chồng hỏi tiền dư thì đưa để anh ta mua rượu uống. Vợ đáp, vật giá leo thang, cái gì cũng đắt, anh đưa có bấy nhiêu còn không đủ mua, lấy đâu ra mà dư. Chồng hỏi, cái gì đắt, giá cả có chính phủ kiểm soát rồi, bọn gian thương sắp bị chém đầu rồi mà. Vợ nói, anh thử đi một lần thì sẽ biết, món này hồi đó có 10.000, bây giờ 50.000, món kia hồi đó 100.000, bây giờ là 300.000 rồi. Anh chồng liền sừng sộ, tại sao em không tìm cái món hồi đó mà mua, có phải rẻ hơn món bây giờ không hử? Bốn điều ước. Cô cháu hỏi bà, nếu như được sống lại và lựa chọn thì bà muốn có lại những gì đã trải qua trong đời không ạ? Bà đáp, đương nhiên bà mong có được niềm vui của tuổi lên 10, vẻ ngoài của tuổi 20, sự thông minh của tuổi 30 và tiền của tuổi 60, cháu ạ. Anh chồng đi làm về, ngồi vào bàn ăn, cầm mẩu bánh mì cháy và hỏi, ai nướng bánh thế này? Bà mẹ muốn con mình mắng con dâu, nên nói đầy vẻ mỉa mai. Vợ anh, chứ còn ai vào đây nữa, khéo tay quá đấy. Anh chồng gật gù, thảo nào, bánh mì rất ngon.